phiên 2794 nó là cái số phiên đấu của anh. Được đó. Bây giờ em đấu thì có thể là phiên mà em không phiên nữa. Tại vì sao nó sẽ trồng chéo vào nhau. Trong cái sàn đấu giá này có rất nhiều bài phiên nó sẽ ví dụ phiên phiên này ấy.